Xin chào, tôi là Kem học sinh. Rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ cùng với các em giải môn toán lớp 6 tập 2. Chúng ta đến với chương khá thú vị. Đó là chương số 9. Bài số 2. Bài số 2 có tên là xác suất thực nghiệm. Thực nghiệm là thí nghiệm hoặc là phép thử. Thí nghiệm hoặc là thử nghiệm. Từ khó ở đây là xác suất thực nghiệm. An và Bình để chơi với nhau 50 ván cờ vua. Trong đó, An thắng là 35 ván, hòa 10 và thua 5. Hỏi trong lần gặp thứ 51, ai là người có khả năng sẽ giành chiến thắng cao hơn? Nhiều bạn nghĩ rằng là An chơi giỏi hơn thì 51 An thắng. Thế hỏi 52, 52 ai thắng? An thắng luôn, em chơi giỏi mà. 53, 54, 55. Thế Bình không bao giờ thắng à? Thế tại sao là Bình lại thắng được 5 ván đây? Đúng không? Đó. Đây là một phần khá thú vị nha. Rồi ta đến mục 1. Khả năng xảy ra của một sự kiện. Cái này học ở bài 1 biết rồi. Bài 1 là có là khả năng có thể xảy ra, khả năng không thể xảy ra, khả năng chắc chắn xảy ra, đúng không? Rồi, trong hộp có 5 quả bóng xanh, một quả bóng đỏ, không nhìn vào hộp, chọn ra từ hộp một quả bóng xét các sự kiện sau. Bóng chọn ra cái màu vàng là không thể xảy ra rồi, đúng không? Làm gì có màu vàng mà chọn. Bóng chọn ra không có màu vàng là chắc chắn xảy ra, đúng không? Không có màu vàng là chắc chắn xảy ra. Bóng chọn ra có màu xanh thì có thể, màu xanh là có thể nhé. Lỡ nó ra màu đỏ là sao? Đúng không? Sự kiện nào có khả năng xảy ra cao nhất? Sự kiện có khả năng xảy ra cao nhất đó là sự kiện số 2 này. Cái này là đúng, luôn đúng. Vậy như luôn đúng. Bóng chọn ra không có màu vàng. Được không? Chỉ có xanh hoặc đỏ thôi, không có màu vàng được. Ta đã biết khi thực hiện một phép thử, một sự kiện có thể hoặc không thể xảy ra, điều để nói về khả năng xảy ra của mỗi sự kiện, ta dùng một con số có giá trị từ 0 đến 1. Chỉ dùng một con số từ 0 đến 1 thôi. Một sự kiện không thể xảy ra có khả năng xảy ra bằng 0. Một sự kiện chắc chắn xảy ra có khả năng xảy ra bằng 1. Chắc chắn là bằng 1, còn không thể thì bằng 0. Rồi ta đến mục số 2 là xác suất thực nghiệm. Mục 1 là đang nhắc lại bài 1 đó nhé. Mục 2 xác suất thực nghiệm. Rồi. Thực hiện việc xoay ghim 20 lần quanh trục bút chì và sử dụng bảng kiểm đếm theo mẫu như hình vẽ để đếm số lần ghim chỉ vào mỗi màu ha. Giống như là chiếc nón kỳ diệu gì đó, đúng không? Chiếc nón kỳ diệu đó, ở đây có ý ghim, bắt đầu xoay ha. Đây có phần trắng, phần đen, rồi phần xám ha. Trắng, đen, xám. Phần trắng thì xuất hiện là 5, 10, 12. Phần đen thì 5, 6. Còn xám thì là 2. Em hãy tính tỷ số của số lần ghim chỉ vào ô màu trắng và tổng số lần xoay ghim. Tỷ số nhé. Tỷ số là chia, tỷ số là chia. Đúng không? Tỷ số là chia đó. Tỷ số của số lần chỉ vào ô màu trắng. Số lần chỉ vào ô màu trắng là mấy? Số lần chỉ vào ô màu trắng thì là 10, 12, đúng chưa? Ở đây tỷ số là 12. Phần tổng số lần xoay là 20. Được chưa? 12 chia 20 hoặc 12 phần 20 đều được. Có thể rút gọn cho 4 đi. 12 chia 4 được 3, 20 chia 4 được 5. Đấy, tỷ số là 3 phần 5 là 3 chia 5.
tỷ số trên còn được gọi là xác suất thực nghiệm, có nghĩa là xác suất có được bằng thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu trắng sau 20 lần thử. Thử là thử nghiệm đó nghe. Rồi thực hành. Tìm xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu xám, màu đen. Ô màu xám thì là ô màu xám nhé, ô màu xám đi. Xác suất thực nghiệm ô màu xám đây nghe. Ô màu xám thì là 56 đúng không? 6/2 20. À, xin lỗi, cái này ô màu đen chứ, cái này ô màu đen nha. Ô màu đen là 6/20. Rút gọn cho 2 đi, 6 chia 2 được 3, 20 chia 2 được 10. Đây là của thằng đen nhé. Là của thằng đen. Thằng này là trắng. Trắng. Và hàng cuối cùng sẽ là thằng xám. Xám thì là 2/20. 2 chia 2 được 1, 20 chia 2 được 10. 1/10. 1/10 chính là ô xám. Trắng, đen và xám. Rồi. Ta chốt kiến thức như sau. Chốt kiến thức như sau. Thực hiện lặp đi lặp lại một hoạt động nào đó n lần. N là nhiều lần á nha. Nhiều lần. Gọi NA là số lần sự kiện A xảy ra trong n lần đó. Tỷ số NA chia N. Tỷ số NA chia N nhé. Bằng số lần sự kiện A xảy ra chia tổng số lần thực hiện hoạt động, hoặc là hoạt động thực hiện thực nghiệm á nha. Được gọi là xác suất thực nghiệm của sự kiện A sau N hoạt động vừa thực hiện. Được chưa? Nói chung là chúng ta sẽ lấy tỷ số của NA chia cho N. Trong đó N sẽ là số lần thực hiện. Còn NA là số lần sự kiện A xảy ra. Giống như cái ví dụ trên. Rồi. Chúng ta có ví dụ một như sau. Ví dụ thì kỹ chút nhé. Tung 2 đồng xu con đối 50 lần, ta được kết quả như sau. Sự kiện 2 đồng sắp 12 lần, 1 đồng sắp 1 đồng ngửa 24 lần, 2 đồng ngửa 14 lần. Em hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện có 1 đồng xu sắp và 1 đồng xu ngửa. Đây. Xác suất thực nghiệm của sự kiện, ghi là xác suất thực nghiệm nhé, có nghĩa là cái từ xác suất là chỉ cái phân số, còn thực nghiệm là do ông ta thực nghiệm, của sự kiện có 1 đồng xu sắp 1 đồng xu ngửa trong 50 lần tung là để học cách trình bày luôn. Rồi 1 sắp 1 ngửa thì là 24, tỷ số trên cho 50, lấy 24 chia 50 thì ra 0,48. Tính tay hoặc bấm máy tính đều được nha. Được không? Tính tay hoặc bấm máy tính đều được. Tại vì trong chương trình lớp 6 này thấy người ta bày bấm máy tính rồi mà. Rồi. B. Xác suất thực nghiệm của sự kiện cả hai đồng xu đều ngửa trong 50 lần tung là cả hai đồng đều ngửa là 14 nè. 14 chia cho 50 thì nhận ra là 0,28. Bấm máy nhé, 14 chia cho 50, 0,28. Rồi, tới đến ví dụ số 2. Đây. Gieo một con xúc xác 6 mặt 100 lần, ta được kết quả như sau. 1.17 lần, 2.18 lần, 3.15 lần, 4.14 lần, 5.16 lần và 6.20 lần. Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số lẻ chấm cho 100 lần gieo nha. Rồi, các mặt có số lẻ chấm của con xúc xắc là 135. Xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được
mặt có số chấm lẻ ghi được cái này nè, xác suất thực nghiệm, ghi lại cái câu này nè, xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số lẻ chấm trong 100 lần gieo là. Đấy. Đây. Mặt 1 là 17 lần. Mặt 3 là 15 lần. Mặt 5 là 16 lần. Chia cho 100 ha. Cộng lại ra 48, chia 100 là 0,48. Tôi đến phòng vận dụng. Hàng ngày Sơn đều đi xe buýt đến trường. Sơn ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau. Thời gian chờ số lần dưới 1 phút là 4 lần. Từ 1 đến 5 phút là 10 lần. Từ 5 đến 10 phút là 4 lần. Và từ 10 phút trở lên là 2 lần. Hãy tính, đây hãy tính, xác suất thực nghiệm của các sự kiện Sơn phải chờ xe dưới 1 phút. À, rồi, ghi lại câu này nhé. Xác suất, câu A này, xác suất thực nghiệm của gì? Của sự kiện ha, của sự kiện gì ha, giống sự kiện đó là Sơn phải chờ xe dưới 1 phút là ha, là con số tính 20 lần, chờ xe dưới 1 phút là 4 lần. Được không? 4 phần 20. Có thể rút gọn như thế này nha, rút gọn cho 2 đi. Rút gọn cho 2 đi là 2 phần 10. Tại thích số 10 mà. Thì nó bằng 0,2. Đấy, 0,2. Chia cho 10 thì dễ rồi. Thêm 0 vô khoảng cái. Rồi, câu B. Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên. B. Xác suất thực nghiệm, xác suất thực nghiệm nhé, xác suất thực nghiệm của sự kiện Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên ha, 5 phút trở lên là con số mẫu chắc chắn là 20 rồi. Từ 5 phút trở lên đúng không? Từ 5 phút trở lên, 5 đến dưới 10 là 1, 2, 3, 4. Chuẩn chưa? Cộng với 10 phút trở lên thêm 2 nữa là được, thêm 2 nữa thôi. Chuẩn không? Từ 5 phút trở lên mà, 5 phút trở lên là 1, 2, 3, 4 cộng thêm 2 nữa là được 6 phần 2, 20. Rút gọn cho 2 nhé. 3 phần 10. 3 phần 10 là 0,3. Rồi tôi đến phần bài tập. Bài số 1. Gieo một con xúc xắc 4 mặt. Xúc xắc này 4 mặt thôi. 1, 2, 3, 4 thôi nha. Đây, hình ảnh xúc xắc 4 mặt đây. Chứ không phải con xúc xắc này cũng 6 mặt đâu nha. Tùy con. 50 lần và quan sát số ghi trên đỉnh. Số ghi trên đỉnh của con xúc xắc ta được kết quả như sau. Số 1 xuất hiện 12 lần. Số 2 14 lần. Số 3 15 lần. Và số 4 9 lần. Hãy tính xác suất thực nghiệm để gieo được đỉnh số 4. Rồi bài số 1.
Câu A, xác suất thực nghiệm của sự kiện, hoặc là để cũng được nha, của sự kiện đây, của sự kiện cho nó hay, của sự kiện gieo được, viết lại cái câu này thôi, gieo được đỉnh số 4 là gieo 50 lần thì mẫu là 50 rồi, được không? Đỉnh số 4 thì là 9, như vậy là 9 phần 50, 9 phần 50 là bấm máy tính này. Có nhiều thủ thuật để mà ra kết quả đó. 9 chia 50 tùy vào bạn thôi, thì nó ra là 0.18 nha. 9 chia 50 là 0.18 nè. Rồi, thủ thuật tính nhanh rồi. Thầy nhân lên cho đủ 100 nhé. Nhân 2, đây là 100. Nhân 2 là 18. 18 chia 100 là 0.10. 18. Đó, có nhiều thủ thuật để tính nhanh lắm. Chia 100 mới chia 10 là số nhất. Cứ đưa về chia 100 mới đưa chia 10. Rồi, B. Gieo được đỉnh có số chẵn. Xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được đỉnh có số chẵn, đỉnh có số chẵn nhé, đỉnh có số chẵn là mẫu là 50, đỉnh số chẵn là 2/4 á, đúng không? Số chẵn là 2/4, 14 cộng với 9, chuẩn chưa? Mẫu là 50. Số chẵn là 2 là 14 lần nè, với là 4 là 9 lần nữa. 14 cộng với 9 là 20, 23. Nhân đôi lên cho ra 100 nhé. 46 phần 100. 46 phần 100 là 0.46. Chia 100 hay chia 10 thôi, tại vì không rút về 10 được, cho nên là đưa về 100. Không 100 thì đưa về 1000. Bài số 2. Trong một hộp có một số bút xanh và một số bút đỏ, lấy ngẫu nhiên một bút từ hộp, xem rồi trả lại, lặp lại hoạt động trên 50 lần. Ta được kết quả như sau: bút xanh lấy được 42 lần, bút đỏ 8 lần. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút xanh. Câu 2A, xác suất thực nghiệm. Xác suất thực nghiệm nha, xác suất thực nghiệm của sự kiện. Sự kiện của chúng ta là xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút xanh là chúng ta lấy 50 lần, bút xanh của chúng ta là 42, được không? 42 phần 5, 50, nhân đôi lên cho nó ra 100 nhé. 84 phần 1, 100 thì bằng là 0.84. Chia cho 100 thì ở sau dấu phẩy là hai số, thiếu thì thêm 0 vô trước. Rồi, B. Em hãy dự đoán xem trong hộp là bút nào nhiều hơn. Thì rõ ràng là bút xanh nhiều hơn cho nên lấy được nhiều rồi, đúng không? Dự đoán. Đây là dự đoán thôi nha. Dự đoán là bút. Rồi dự đoán thôi mà. Dự đoán là bút gì nhiều hơn? Bút xanh nhiều hơn bút đỏ ha. Dự đoán là bút xanh nhiều hơn bút đỏ. Bài số 3. Tổng hợp kết quả xét nghiệm bệnh viêm gan ở một phòng khám trong một năm, ta được bảng sau.
quý 1, quý 2 đến quý 4 số ca xét nghiệm, số ca dương tính, nghi dương tính sợ ha, giống Covid á. Dương tính là giống Covid á. Dương tính là mắc phải á, nghe. Còn âm tính thì không có. Rồi. Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính theo từng quý trong năm. A. Xác suất thực nghiệm của sự kiện. Xác suất thực nghiệm của sự kiện gì? Sự kiện đó là gì? Một ca xét nghiệm có kết quả dương tính. Một ca xét nghiệm có kết quả dương tính. Ghi lại cái này nè. Sự kiện là một ca xét nghiệm có kết quả dương tính theo từng quý trong năm. Theo từng quý trong năm bây giờ là trong gì? Trong quý quý 1 nha, trong quý 1 là rồi, quý 1 thì là 150k. Chuẩn chưa? 150k. Dương tính thì là 15. 15 chia cho 15 nhé, 15 chia 15 được 1. 150 chia 15 được 10. 1 chia 10 là 0,1. Bạn có thể bấm máy nhé. Hoặc là chia cho 10 thì ở sau dấu phẩy là một số nè, thêm đây 0 vô là 0,1. Rồi, chấm tiếp theo. Ghi một câu nữa rút xác suất cho nó nhớ đề. Xác suất thực nghiệm của sự kiện. Một ca xét nghiệm có kết quả dương tính, kết quả dương tính trong quý 2 là, trong quý 2 là, quý 2 thì là 200k, đây là 21, 21 chia cho 2 200k. Chuẩn không? Được không? 21 chia cho 200k nhé. Có 21 thôi, chia cho 200k. Thầy nhân 5 lên cho đủ ngàn nhé. Nhân 5 lên cho đủ ngàn. 200 nhân 5 là ngàn. 21 nhân 5. 21 5 10 bằng 3 số sau dấu phẩy đúng không? 0,105. Rồi. Tương tự chấm thứ 3, chấm chấm nhé. Xác suất thực nghiệm của sự kiện 1k. Ở đây mà có laptop là copypad rồi đúng không? Xác suất thực nghiệm của sự kiện 1k xét nghiệm có kết quả dương tính trong quý quý 3 là, mất công thì ghi lại quá. Các bạn tự ghi lại đi. Quý 3 là 17 phần 180. 17 phần 180 bằng, rồi cái này thua ạ. Cái này bấm máy thôi. Cái này tính nhanh không nổi đâu. 17 chia cho 180. 0,09 và sau đây là số 4. Cho nên chúng ta giữ là 0,09 nhé. Gần bằng 0,09. Gần bằng 0,09. Và chấm cuối cùng. Xác suất thực nghiệm của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính trong quý 4. Quý 4 là
Quý 4 là 24 chia cho 220. 24 chia 220 bằng. Rồi cái này cũng thua. Cái này bấm máy đi. 24 chia cho 220. À, 0,109. À, ở đây là số 0. Cho nên ở đây giữ nguyên nhé. Đây là 0,1. Gần bằng 0,1. Rồi. Sau lần lượt từng quý tính từ đầu năm, là sao ta? Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính theo từng quý trong năm. À, theo từng quý là quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 rồi. À, B là sau lần lượt từng quý tính từ đầu năm. Rồi xong hồi suy nghĩ thì thầy quyết định làm câu B như thế này nhé, tại vì hỏi cũng không được rõ ràng lắm. Hên xui nhé, đúng hay sai hên xui đi. Rồi câu B. Xác suất thực nghiệm của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính câu này lúc nào cũng phải có nhé. Xác suất thực nghiệm của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính sau lần lượt từng quý tính từ đầu năm. Bây giờ là sau lần lượt từng quý là lần lượt quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 á. Bây giờ là lần lượt là quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 rồi nha. Bỏ đó đi. Bây giờ là sau lần lượt từng quý. Bây giờ dịch lại là sau quý 1 nè. Nha. Sau quý 1. Đúng chưa? Sau quý 1. Lần lượt từng quý là quý 1 trước. Tính từ đầu năm. Tính từ đầu năm có nghĩa là tính từ đầu năm đến hết quý 1 á ha. Tính từ đầu năm đến hết quý 1. Rồi số đây, tính từ đầu năm đến hết quý 1 thì vẫn là 15 phần 150 thì nó sẽ bằng là 0,1. Đó, quý 1 thì dễ đúng không? Được chưa? Rồi tiếp theo, chấm tiếp theo thầy nghĩ như vậy nha, nghĩ như vậy không biết đúng hay sai nữa. Xác suất thực nghiệm, ghi thêm câu nữa, của sự kiện, ghi để học thuộc luôn, chủ yếu là chép lại thôi. Sự kiện một ca xét nghiệm, một ca xét nghiệm có kết quả dương tính, kết quả dương tính nhé, dương tính, có kết quả dương tính sau quý 2, đấy quan trọng là quý 2 nè, sau quý 2 tính từ đầu năm, tính từ đầu năm là được chưa? Tại vì nó bảo rằng là sau lần lượt từng quý, có nghĩa là sau quý 1 tính từ đầu năm, sau quý 2 tính từ đầu năm, sau quý 3 tính từ đầu năm, sau quý 4 tính từ đầu năm, lần lượt từng quý, có nghĩa là quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 từ sau ghi lại, tính từ đầu năm ghi lại ha. Rồi bây giờ mình dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt nhé. Sau quý 2 tính từ đầu năm có nghĩa là tính từ đầu năm đến
đến quý 2, đúng không? Tính từ đầu năm đến quý 2. Con số này, từ đầu năm đến quý 2 là lấy quý 1 cộng quý 2 nhé, 15 cộng 21. Được chưa? 15 cộng 21 là có tất cả là 15, quý 1 là 15k. Tính từ đầu năm mà. Đầu năm 15k, quý 1, quý 2 21k. Chia ra tổng là 150 với 200. Chuẩn chưa? Bằng. Rồi lấy máy tính bấm luôn. 15 cộng 21 chia cho 150 cộng với 200 bằng. Đây là 0,1 ha, 0,1. Gần bằng. 0,1. Rồi chấm tiếp theo. À, cái xác suất đó ghi lại nha, xác suất đó ghi lại. Xác suất thực nghiệm của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính sau quý 3 ha. Sau quý 3 tính từ đầu năm, hay dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt là từ đầu năm đến quý 3, đúng không? Từ đầu năm đến quý 3 là, rồi từ đầu năm đến quý 3 nhé, là 15 cộng 21 cộng 17. 15 cộng 21 cộng 17 chia cho 150 cộng 200 cộng mấy nha, cộng với 180 ha, 180 bằng, chắc gần bằng quá, gần bằng. Ở trên chia cộng 17, ở dưới cộng thêm 180 nữa, chắc nó cũng ra sắp xỉ là 0,1 thôi. 180, ở trên đây là 17 này. À, 1 phần 10, 0,1, à, này chính xác 0,1 luôn. Được chưa? Rồi, ý cuối cùng. Ý cuối cùng nha. Ý cuối cùng ghi lại nè cho nhớ. Xác suất thực nghiệm của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính. Xác suất thực nghiệm của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính sau quý 4 ha, sau quý 4 là hết quý 4 luôn đó, là tính từ đầu năm, tính từ đầu năm là có nghĩa là sau quý 4 tính từ đầu năm, hay nói khác là xác suất thực nghiệm của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính trong cả năm luôn á nha, là 15 cộng 21 cộng với 17 cộng với 24 có tất cả là nhiêu đây, ca dương tính nè, chia cho cái tổng nè, 150 cộng với 200 cộng 180 cộng với 220 bằng hay gần bằng gì đó, chắc nó cũng ra 0,1 gì đó thôi, cộng với là 24 đúng không ta, 24 chia cho 220 0,102, làm tròn là 0,1 nhé, làm tròn là gần bằng 0,1. Được chưa? Như vậy gần như tất cả các tình huống đều là 0,1 hết, 0,1 hết rồi. Này 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 ha. Như vậy cứ trung bình là 10 người thì sẽ có một người mắc bệnh viêm gan ha. Rồi, sau bài học này em đã làm được những gì? Biết cách biểu diễn khả năng xảy ra của một sự kiện bằng xác suất thực nghiệm. Và cũng là mục cuối cùng của bài ngày hôm nay. Ngày hôm sau ta đến bài gì đây?
À, ngày hôm sau ta hết rồi. Ngày hôm sau ta đến hoạt động thực hành và trải nghiệm. Cái này thì để cô giáo bên trường sẽ giúp các bạn học nha. Tại vì tùy giáo viên. Rồi. À, ta sẽ đến bài tập cuối chương 9 để kết thúc luôn cái chương trình học kỳ 2 toán lớp 6. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em.